Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin y tế do Báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 8 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Hà Nội thêm 59 ổ sốt xuất huyết trong một tuần, nguy cơ bùng phát thành dịch. Bệnh nhân 69 tuổi nguy kịch bị nhồi máu cơ tim, hẹp 95% mạch vành sau cơn đau tức ngực dữ dội. Tú sản phụ giao tiền đạo trung tâm, dao cài răng lược xuyên bàng quang cực nguy hiểm. Nghi ung thư, nam thanh niên đi khám hóa ra bị hóc xương cá. Mắc bệnh uốn ván nguy kịch do thói quen dùng tăm xỉa răng sắc nhọn. Người đàn ông bị chân vịt tàu chém đứt gân cơ, lộ xương. Cứ 10 giây trên thế giới lại có một người tử vong vì đái tháo đường. Từ hôm nay 15 tháng 8, giá giường bệnh theo yêu cầu sẽ được tính như thế nào? Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tuần qua tính từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 8, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 762 ca mắc sốt xuất huyết và 59 ổ dịch, nguy cơ bùng phát thành dịch là rất cao. Số ca mắc sốt xuất huyết và ổ dịch mới trong tuần được ghi nhận tại 29 quận huyện thị xã, tăng 121 ca so với tuần trước đó. Trong số các quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhất là Thanh Trì với 160 ca, tiếp đến là Thạch Thất 54 ca, Hoàng Mai 51 ca, Bắc Từ Liêm 47 ca, Hà Đông 45 ca. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có 3.512 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, tức là khi có thêm các dấu hiệu như sau thì bệnh nhân có thể chuyển biến nặng. Ví dụ như là bệnh nhân nôn rất là nhiều, bệnh nhân hoặc là bệnh nhân kêu đau bụng, đặc biệt là đau ở bên phải vùng gan. Đấy, hoặc là sốt xuất huyết mà coi như biến chứng đấy thì thường là bệnh nhân rất là mệt. Đấy, hoặc là nôn nhiều, hoặc là mạch rất là nhanh, chân tay thì lạnh, sốt cao liên tục, hoặc là có những cái chảy máu ở nội tạng. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân đi ngoài ra máu, hoặc là đi tiểu ra máu, hoặc là chảy máu mũi rất là nhiều, hoặc là một chỗ trường hợp nặng quá thì nôn ra máu. Thế rồi hơn nữa là có thể là bệnh nhân cực kỳ mệt, huyết áp hạ, mạch nhanh. Đấy, trông bệnh nhân là trông mệt lắm. Đấy, thế thì là da lạnh tái. Thì đấy là những cái dấu hiệu của sốt xuất huyết nặng. Thì hoặc là anh mất máu nhiều, hoặc là anh không mất máu nhưng mà anh mất dịch và nước ra ngoài lòng mạch, cho nên làm cho huyết áp tụt và bệnh nhân có thể nguy hại đến tính mạng của bệnh nhân. Lúc đấy người ta gọi là sốt xuất huyết biến chứng nặng, hay là sốt xuất huyết có sốc xuất huyết, hoặc là sốt xuất huyết có suy đa tạng. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp tiêu diệt long quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa. Khi có nhu cầu diệt mũi, người dân có thể liên hệ đến cơ sở y tế dự phòng ở địa phương, không nên tự mua và tự sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra tình trạng mũi kháng thuốc. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Tuyên Quang mới đây vừa cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân 69 tuổi bị nhồi máu cơ tim, hẹp 95% mạch vành. Trước đó một tuần, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn đau tức nặng ngực trái, từng cơn đau kéo dài khoảng 10 phút, lan lên cổ, kèm theo khó thở, vã mồ hôi, đau đầu. Bệnh nhân đã đi khám và uống thuốc điều trị tại nhà nhưng không thuyên giảm. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân với biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ nhanh chóng đã thực hiện các cận lâm sàng, chẩn đoán bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả điện tim có ET chênh xuống V3, V6, T192, siêu âm tim có giảm vận động mạch thành trước, chụp động mạch vành qua da cho kết quả hẹp 95%. Ngay sau đó, đội ngũ bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tiến hành can thiệp đặt một stent 3.0 x 39 mm. Sau can thiệp, bệnh nhân đã tình trạng ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại khoa tim mạch. Chia sẻ về bệnh nhồi máu cơ tim cấp, thạc sĩ bác sĩ Trần Hòa, khoa tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Khi nói tới nhồi máu cơ tim cấp thì có một cái triệu chứng vô cùng quan trọng mà chúng ta phải biết, đó là biểu hiện của cái nhồi máu cơ tim, đó là cái tình trạng đau ngực. 99% những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp là biểu hiện lâm sàng bởi một cái tình trạng đau ngực cấp. Là người bệnh thường là đột ngột đau ngực thì nó xuất phát là ở ngực trái, hay thường người ta hay miêu tả là đau ngực ở phía sau xương ức, và có thể là đau ở ngực này và nó lan, có thể lan lên cằm, lan lên vai và có thể lan ra cánh tay trái. Và đau ngực này làm cho bệnh nhân không chịu nổi, có thể là đau mà gần như người ta miêu tả là đau muốn ngất và đau muốn chết. Và cơn đau ngực này, trong cơn đau người ta có thể kèm theo có vã mồ hôi, khó thở, và cái cơn đau ngực của nhồi máu cơ tim cấp thường kéo dài hơn 30 phút. và người ta có thể làm bất cứ những cái chuyện gì để giảm đau, ví dụ như là uống thuốc, cạo gió hay là xoa bóp gì. Tất cả những biện pháp đều không có thể làm giảm được cái cơn đau ngực. Và gần như cái cơn đau ngực này đòi hỏi người bệnh phải nhập viện. Nếu mà bệnh nhân đến trễ quá cái thời gian vàng thì bệnh nhân mất cái cơ hội điều trị. Ví dụ như từ lúc mà người ta đã bị tắc nghẽn cái mạch máu đó cho tới lúc chúng ta thông cái mạch máu cho bệnh nhân mà quá 12 giờ thì coi như người ta không còn chỉ định làm nữa. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ 24 tuổi mang thai 39 tuần mắc rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược. Đây là một bệnh lý sản khoa nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng, đe dọa sức khỏe và tính mạng của cả thai phụ lẫn thai nhi. Sản phụ được gia đình đưa nhập viện vào ngày 7 tháng 8 năm 2023 khi xuất hiện triệu chứng đau tức bụng. Trước đó, ở giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ, chị Hà được phát hiện có tình trạng rau tiền đạo và được hướng dẫn theo dõi quản lý thai nghén tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, chị Hà được chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai vào sáng ngày 8 tháng 8 năm 2023. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa sản 2, đây là một trường hợp phẫu thuật lấy thai tương đối khó khăn do người bệnh đã có tiền sử mổ lấy thai 2 lần trước đó. Đồng thời, tình trạng rau tiền đạo trung tâm, rau cải răng lược của người bệnh rất nặng nề khi mà rau bám đâm xuyên qua lớp tử cung và xâm lấn vào thành bàng quang, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có trình độ chuyên môn cao và các phương tiện hỗ trợ hiện đại. Cùng với sự hỗ trợ tốt của ekip gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đã có sự tham gia trực tiếp của tiến sĩ bác sĩ Phạm Thái Hà, giám đốc bệnh viện đã thành công tốt đẹp. Bé gái chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,5 kg. Sau sinh bé khóc ngay, phản xạ tốt. Sau khi đón em bé ra ngoài, các bác sĩ tiếp tục thực hiện cắt tử cung bán phần, cắt lọc và khâu phục hồi bàng quang một lớp. Quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền 2.500 ml khối hồng cầu và 750 ml huyết tương tươi đông lạnh. Hiện sản phụ đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, ăn cháo bình thường và được điều trị bằng kháng sinh liều cao kết hợp. Các bác sĩ khuyến cáo nếu thai phụ được chẩn đoán có tình trạng rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược, cần thực hiện khám thai tại bệnh viện chuyên khoa với các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, khi sinh con cũng nên đến bệnh viện có khả năng phẫu thuật chuyên sâu để được chẩn đoán chính xác và có kế hoạch can thiệp phù hợp, làm giảm tỷ lệ mất máu nhiều và diễn biến nặng của bệnh. Một nam thanh niên 17 tuổi thấy cổ nổi hạch và sưng, nghĩ mình bị ung thư nên đã đi khám. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị hóc xương cá. Ngày 14 tháng 8, thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật gắp xương cá thành công cho nam bệnh nhân TBT 17 tuổi Kiên Giang. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân tên T cho biết, cách đây 6 tháng anh có tham gia buổi tiệc, có uống say và không nhớ mình đã bị hóc xương cá. Sau khi bị hóc xương khoảng 3 đến 4 ngày, anh T thấy cổ nổi hạch ngay dưới cằm và sưng lên. Sau một tuần, T bị sốt, đi khám ở bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm hạch bình thường. Bệnh nhân tự uống thuốc thì hạch xẹp nhưng ngưng thuốc thì lại sưng. 6 tháng sau, T thấy khối u nghi mình bị ung thư, tự lên bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám. Bác sĩ siêu âm phát hiện có dị vật và chuyển anh T qua viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ ghi nhận một khối sượng cứng vùng dưới cằm lệch ở bên phải, đường kính khoảng 3 cm, ấn đau nhẹ. Kết quả CT scan cho thấy bên trong khối sượng cứng có dị vật dài khoảng 16 mm ở sàn miệng bên phải. Bệnh nhân được chẩn đoán dị vật sàn miệng, biến chứng áp xe mô mềm xung quanh. Ngày 5 tháng 8, bệnh nhân được phẫu thuật mở vùng sàn miệng đường ngoài, dẫn lưu áp xe và lấy dị vật sàn miệng. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ dẫn lưu ra ngoài khoảng 5 ml mủ đục và lấy dị vật là xương cá ở vùng sàn miệng kích thước khoảng 15 mm. Sau khi mổ, bệnh nhân giảm đau. Đến ngày 14 tháng 8, vết mổ đã khô, bệnh nhân được cắt chỉ và xuất viện. Thưa quý vị, hóc xương cá là một tai nạn thường gặp. Mỗi năm tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 3.000 trường hợp dị vật đường ăn đến khám. Tuy nhiên, một số trường hợp xương cá không nằm trong vùng họng hay thanh quản mà di cư ra vùng cổ rất hiếm gặp, gây ra tỷ lệ biến chứng rất đáng kể. Theo bác sĩ, khi bị hóc xương cá và cảm thấy nút đau, nút vướng, cần đi khám càng sớm càng tốt. Các bác sĩ tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân mắc uốn ván nguy kịch do thói quen dùng tăm tre hoặc các vật sắc nhọn để xỉa răng, nhiều lần gây chảy máu chân răng dẫn đến nhiễm khuẩn qua đường máu. Bệnh nhân là ông NVM 54 tuổi ở Lục Ngạn, có tiền sử gần 20 năm nghiện ma túy. Bệnh nhân có thói quen dùng tăm tre hoặc các vật sắc nhọn để xỉa răng, nhiều lần đã gây chảy máu chân răng. Việc làm thiếu khoa học này đã dẫn tới nhiễm khuẩn qua đường máu. Các bác sĩ đã tiếp tục can thiệp bằng phương pháp đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập, mở khí quản, đồng thời duy trì thuốc an thần liên tục, kết hợp với dùng thuốc trong điều trị cai nghiện ma túy. Sau hơn 30 ngày thở máy, kết hợp với chế độ điều trị, chăm sóc hồi sức tích cực, sức khỏe của bệnh nhân M đã dần tiến triển, nhận biết được xung quanh, từng bước cai thở máy. Đến chiều ngày 14 tháng 8, bệnh nhân đã tự ăn uống, đi lại được và được xuất viện về nhà. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiển Minh, hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn VNVC cho biết, Bệnh uốn ván thường rất nguy hiểm, nếu chẩn đoán không đúng, xử trí không kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong rất nhanh. Thời gian ủ bệnh sau khi mà bạn phơi nhiễm với vi khuẩn uốn ván có thể là từ 4 tới 21 ngày. Thì ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván sau khi được phóng thích ra sẽ tấn công vào các bản thần kinh cơ vận động, gây ra những cơn co cứng cơ. Và trong khoảng thời gian này thì thậm chí giữa những cơn co cứng cơ thì bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có những dấu hiệu đặc hiệu gì để chúng ta nhận biết. Tuy nhiên thì những cơn co cứng cơ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể là co thắt ở vùng khung xương sườn, có thể gây gãy xương, hoặc là co thắt vùng cơ hô hấp, có thể gây suy hô hấp. Bệnh nhân thường tử vong liên quan tới những tình trạng suy hô hấp hoặc là những tình trạng liên quan tới tình trạng suy tim. Và chúng ta lưu ý rằng việc ngoại độc tố uốn ván nó có thể phóng thích ra từ vi khuẩn uốn ván, nhưng mà giai đoạn ban đầu chúng ta không có những triệu chứng gì để chúng ta nhận biết rõ ràng hết. Cách tốt nhất để phòng ngừa uốn ván thì chúng ta sẽ tiêm vaccine, và đồng thời sau này cứ mỗi 10 năm một lần chúng ta nên tiêm những mũi vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, đặc biệt đối với những nhóm người lớn, người suy giảm miễn dịch hoặc là người già lớn tuổi. Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân nam được chuyển vào trong tình trạng vết thương phức tạp ở gối và đùi trái do chân vịt của tàu cao tốc cắt phải. Bệnh nhân là anh LVM 40 tuổi, bị chân vịt xuống cao tốc cắt vào vùng gối đùi trái gây vết thương chảy máu nhiều, lộ xương, kèm mất vận động gối trái. Người bệnh được Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên sơ cứu, sau đó chuyển vào bệnh viện Bãi Cháy. Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám nhận thấy da niêm mạc của bệnh nhân nhợt nhạt, có 3 vết thương phức tạp vị trí gối đùi trái, kích thước 20, 15, 20 cm, sắc gọn, đứt gân cơ nhiều, lộ rõ khớp gối, đầu trên xương đùi trái và lộ xương bánh chè trái vỡ, lộ đầu dưới xương chảy trái. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương phức tạp tại gối T, gãy hở xương bánh chè, thấu khớp gối T, gãy hở 1/3 trên xương chày T. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương bánh chè và xương chày. Hiện tại sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Qua đó bác sĩ khuyến cáo người dân cần rất thận trọng trong quá trình lao động sản xuất, mặc dù không gây ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên sẽ khiến bệnh nhân giảm khả năng lao động, gây bất tiện trong sinh hoạt. Đồng thời, nạn nhân có nguy cơ mắc các loại bệnh khác như nhiễm trùng, uốn ván, hoại tử nếu không được chăm sóc vết thương cẩn thận. Vì vậy, người dân cần trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ lao động cần thiết, kiểm tra kỹ các thiết bị máy móc trước khi vận hành. Khi xảy ra tai nạn, cần sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, cứ 10 giây trên toàn thế giới lại có một người chết do các biến chứng liên quan đến đái tháo đường. Đây là căn bệnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, nhưng vẫn còn nhiều người mắc mà không biết. Bệnh đái tháo đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch từ 2 đến 4 lần so với những người không bị mắc đái tháo đường, và chúng cũng sẽ làm tăng 2 đến 4 lần nguy cơ bị đột quỵ. Theo thống kê, cứ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ở Mỹ lại có thêm 17.280 bệnh nhân mắc đái tháo đường mới. Tuy nhiên, có 5% bệnh nhân chưa phát hiện được. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Toàn, trưởng khoa nội tiết đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết. Đái tháo đường nó làm tăng cái bệnh biến cố, bệnh tim mạch ấy, ví dụ như nhồi máu cơ tim, tai biến máu não gấp 2 đến 4 lần so với người không mắc bệnh đái đường. Và nhìn chung thì người bệnh đái đường cái tuổi thọ sẽ giảm đi khoảng 6 đến 10 năm so với người không mắc bệnh đái đường. Ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới ấy, thì type 2 sẽ là type phổ biến hơn rất nhiều. Bệnh đái đường type 2 là bệnh tiến triển rất là âm thầm. Đấy. Ở giai đoạn đầu thì bệnh hoàn toàn không có triệu chứng gì mà người bệnh có thể nhận biết được. Đấy. Cái giai đoạn này có thể kéo dài thậm chí đến cả chục năm. Còn các triệu chứng như là tăng đường máu lâm sàng, tức là khát nước này, bệnh nhân khát nước này, uống rất nhiều này, đi tiểu rất nhiều này, gây sút cân này, ăn nhiều này, thì những triệu chứng chỉ xuất hiện khi mà bệnh đã tiến triển rất nhiều năm và đường trong máu tăng rất cao thôi. Thế còn nếu ở giai đoạn đầu bệnh còn nhẹ, đường máu tăng vừa phải thì không có các triệu chứng như trên, không có khát nước, không có uống nhiều, không có tiểu nhiều, không có ăn nhiều, không có gây sút cân, nhưng bệnh nhân cảm vẫn còn thấy hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đường trong máu đã tăng lên. Đường máu tăng lên ở cái mức độ nhẹ này, không có triệu chứng này, nhưng đã vẫn có thể gây rất nhiều các biến chứng ở cơ quan khác nhau, như ở mắt, ở thận, ở các dây thần kinh. Do bệnh không có cái triệu chứng lâm sàng ở cái giai đoạn kéo dài như vậy, mà thường thường bệnh đái tháo đường được phát hiện rất muộn. Trung bình thì thường thường bệnh được phát hiện khi mà đã diễn biến khoảng 7 đến 10 năm rồi thì mới được phát hiện. Đái tháo đường là bệnh tăng glucose mãn tính, có đặc điểm tiến triển âm thầm, lặng lẽ và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong như biến chứng mạch máu, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và tổn thương thần kinh hay tổn thương các cơ quan tim, mắt, thận, thần kinh. Để phòng tránh đái tháo đường, chúng ta cần duy trì một lối sống lành mạnh, duy trì và kiểm soát cân nặng, đường huyết, có chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên luyện tập thể thao. Từ hôm nay ngày 15 tháng 8, tại các bệnh viện công, giá giường bệnh theo yêu cầu loại 1 giường 1 phòng có giá tối thiểu là 180.000 đồng, giá tối đa là 4 triệu đồng một ngày. Mức giá trên được quy định tại Thông tư số 13/2023 của Bộ Y tế, quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp, có hiệu lực từ hôm nay. Khung giá dịch vụ ban hành tại thông tư này bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu. Theo đó, mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc cao hơn khung giá quy định tại phụ lục ban hành kèm thông tư. Cụ thể theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng một lượt, tối đa là 500.000 đồng một lượt. Đối với cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt. Bộ Y tế cũng nêu rõ, riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu giá theo thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế như sau. Loại 1 giường 1 phòng có giá tối thiểu là 180.000 đồng và giá tối đa là 4 triệu đồng. Loại 2 giường 1 phòng có giá tối thiểu là 150.000 đồng và giá tối đa là 3 triệu đồng. Loại 3 giường 1 phòng có giá tối thiểu là 150.000 đồng và giá tối đa là 2.400.000 đồng. Loại 4 giường 1 phòng có giá tối thiểu là 150.000 đồng và giá tối đa là 1 triệu đồng. Theo thông tư 13, phẫu thuật nội soi robot là dịch vụ có giá cao nhất, trong đó cao nhất là phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý lồng ngực, giá tối đa hơn 134 triệu đồng, tối thiểu là hơn 91 triệu đồng. Phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa ổ bụng, giá cao nhất hơn 124 triệu đồng, thấp nhất là hơn 96,6 triệu đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.